trước tòa Thiên Chúa, nhuộm thắm trên muôn ngàn đồng lúa, làm chỗ sinh bông hạt đầu mùa. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, luôn sáng người vinh quang. Như lúa miên nghiền tan trở thành bánh này, các thánh tử đạo vượt qua muôn nghìn đắng cay, niềm tin kiên vững lòng vẫn luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa và cha giới thiệu cho tôi về cái lịch sử của cái chủ tâm thánh thương này. Ra thì phải nói là những cầu nguyện thôi, còn giới thiệu là giới thiệu ở đây và trên một số thời gian mày chúng ta ngồi. Kính thưa Đức Hồng Y và Quý Cha cũng như một quý bạn trẻ, chúng ta đang có mặt ở đây. Chúng ta đang có mặt ở đây là trung tâm Thành Hương Ba Dầu, là nơi mà cha Thánh Cô Lưu Nguyễn Văn Lũ ngài đã từng là cha sở ở đây cùng với 27 giáo viên ở đây thì đã quy mô Chúa điều đức tin hy sinh với mặt sống cuối cùng là biết cái án đó là bị chém đầu. Và cha Thánh Cô Lưu Nguyễn Văn Lũ là một trong 111 vị cha thánh kỳ lão Việt Nam, và năm nay là hội đồng giáo hội Việt Nam kỷ niệm 30 năm mà ngài Đức Giáo Hoàng John Paul II thì đã phong 117 vị cha thánh Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Cho nên cả nước Việt Nam của chúng ta được chọn 3 nơi để làm 3 cái trung tâm lớn, thì mời mọi giáo dân muốn về đó để mà cầu nguyện kính các thánh kỳ lão Việt Nam. Tại Hà Nội đó là Sở Thiện, ở Huế là La Vang và ở giáo hội Sài Gòn là Ba Dầu. Đây là một cái hồng phúc lớn lao mà Chúa đã ban cho Ba Dầu cũng như là một cái cách ơn đặc biệt chi cho Đức Hồng Y Tho. Và cái thưa Đức Hồng Y và Quý Cha, giáo xứ Ba Dầu có thể nói rằng đó là một giáo xứ có bề dày lịch sử của giáo hội Việt Nam, và đây là một giáo xứ không biết được thành lập từ lúc nào, nhưng vào 1664-63 thì ở đây đã có những ngôi mộ cổ của người Công giáo. Và hiện nay giáo xứ Ba Dầu với số giáo dân là trên 2.000 giáo dân, và nguồn gốc của giáo xứ Ba Dầu là những người dân ở đây không phải là nguồn gốc ở đây, mà họ là từ những người ở ngoài Bình Định, ở ngoài An Vinh Phú Yên kéo vào đây sau những cuộc bắt hại vào 1860. Và những người giáo dân từ ở ngoài đó họ kéo vào thôn này, họ được sống và trên một cái mảnh đất ngày xưa đó là một vùng đầm lầy, và với dòng thời gian thì có những cái gò đất nổi lên thành ba cái gò như vậy, và người dân ở đây họ sinh sống và trồng trọt trên đó, và bắt đầu từ đó hình thành cái xứ đạo gọi là xứ đạo Ba Dầu. Và vào 1860, cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lũ quê ở Gò Vấp, ngài đã đi truyền giáo tại vùng miền Tây này, và ngài đã từng là cha sở của giáo xứ Ba Dầu ở sở bộ của giáo xứ Mặt Bắc. Đó là những cái giáo xứ lâu đời, và nơi đây là những bước chân của cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lũ đã đi qua. Và trong thời kỳ bắt đầu 1860 thì dưới thời vua Tự Đức, tất cả quân lính tại thành phố Mỹ Tho người ta bao vây ở khu xứ đạo Ba Dầu này, cũng như ở giáo xứ sở cách đây 10 km, và bắt giáo dân phải rời khỏi nơi đây bằng cách đó là bỏ Chúa, bắt những người Công giáo gia vào cái ngục tại thành phố Mỹ Tho, và biết bao nhiêu lời dụ dỗ khuyên bảo giáo dân là muốn được trở về đoàn tụ gia đình, được hưởng hạnh phúc đầy đủ thì phải bỏ Chúa. Nhưng họ đã bất chấp những cái điều đó, vì động viên với Chúa họ được những tin cuối cùng. Và cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lũ là một vị linh mục ở đây luôn chăm sóc đoàn sứ của mình. Sau khi biết giáo dân của mình bị bắt như vậy, cha đã cải trang thành những người linh mục vào trong một tù để mà thăm viếng. Mỗi lần thăm viếng như vậy là cha trong một thiên Chúa, cha nâng đỡ khuyên bảo cũng như là dạy dỗ họ, dù trong mọi nghịch cảnh khó khăn nào cũng phải giữ vững tin cùng. Và trong một lần cha vào trong một tù để chăm sóc giáo dân, chẳng may cha đã để lộ một cái bức thư, và trong bức thư đó là cha khuyên bảo giáo dân, thì quân lính đã phát hiện và cuối cùng biết ngài là linh mục, họ đã bắt cha, và cha đã nhận mình cũng là một linh mục. Và cũng giống như bao nhiêu giáo dân, cha cũng bị đồn thôi việc cha khảo và bắt cha cũng như mọi người phải rút khỏi thời gian, nếu không thì phải bị giết chết. Và cuối cùng cha cùng với giáo dân là kết án, đó là bị chém đầu. Và trước khi ra pháp trường để bị chém đầu,
cha đã nói với Quang Minh rằng đạo đã thấm vào trong xương tủy của tôi rồi, làm sao mà tôi bỏ được. Quả là một người giáo hữu bình thường, một thầy giảng không có quyền bổ nhiệm cũng chi cho lực nào. Một câu nói của cha được đã để lại cho thế hệ chúng ta sau này để thấy rằng cuộc đời của cha luôn gắn liền với Chúa, không có một cái điều gì để tách cha ra khỏi cái niềm tin mới của bạn sẽ dành cho Chúa. Và cuối cùng máu của cha đã đổ ra các thành phố điện to một kinh nghiệm để lại khi cha hoàn thành. Và hài hước của cha đã được đặt tại một chiếc cỏ điện to, và sau đó thì cải bản thì đã chuyển vào Sài Gòn. Và một lần nữa thì hài hước của cha được đặt vào trong nhà kính của bệnh viện Thánh Linh Sài Gòn bây giờ. Và hiện nay thì xương của hài hước của cha được đem đi khắp nơi, được đặt vào trong các nhà thờ cho các linh tu viên chuyên giáo phụ trên ba dòng thì cũng đưa họ đem về đây cách đây 3 km trên một cái gò đất, và họ chết tất cả là 24 người ở trong gò đất đó. Và vào cái thời điểm bắt đầu thì sau khi giết xong thì họ cứ lắp đất và họ bỏ chạy. Cho nên cha không mong là một cái những người được sai của Pháp. Sau khi cha đến đây và chắc gì cha mới làm cái đoạn thức hốt tất cả các sinh thái đó chuyển về nhà thờ ba dòng để một làm cái lễ long trọng, sau đó đặt tất cả các thứ đó chung tại một cái thành của một sứ và dòng. Và đến hôm nay thì giáo sứ ba dòng được thủ tướng tổng thư của ban đọc chọn nơi đây là trung tâm của những cái thành phố đạo cho một phần thiền kho, đặc biệt đó là chánh hạnh phân luồng phân luồng. Và vừa đây thì trung tâm tổng thư đã được xây dựng lên 4 năm và đã được khánh thành gần như là ngày 24/1/2017. Và mục đích của tòa nhà trung tâm hành chính này xây lên đó là để rộng khắp nơi, để có nơi thờ phượng tĩnh tâm và hội họp của chúng ta để phục vụ cho các hương. Và gần đây nhất là hội thánh của Việt Nam đã chọn nơi này, mỗi ra năm tháng chọn nơi này cũng vận động thêm được để cầu nguyện cho các hội đạo Việt Nam. Từ tôi cũng mới khai mạc đến bây giờ thì trung tâm hành chính chúng tôi đón rất nhiều đoàn khách từ Hà Nội cho đến Cà Mau, nhiều tỉnh thành và cũng như là những người nhiều ngày khác. Và khi khách đến đây thì có những khách lưu lại, có những khách ra về, trước đó là có những cầu nguyện, và chúng con là những người luôn luôn sẵn sàng cầu nguyện cho các hương. Còn ngày hôm nay chúng con rất vui trong những điều con quý của mình, cũng như quý cha đến đây để cầu nguyện cho mang cha đến với mình cầu nguyện. Chúng con cũng nhiều lời với cầu nguyện, xin chú ban nhiều lời qua lời chúng con. Xin cảm ơn cha đã đóng kiến và đã trình bày về chúng tôi về lịch sử của trung tâm hành hương ba dòng. Thực ra thì cái danh gọi là ba dòng thì tôi nghe lâu lắm rồi, nhưng mà cũng chỉ nghe vậy thôi. Mãi cho đến khi qua cái thông cáo của Hội đồng Giáo phục cử hành năm thanh cha thánh tự đạo Việt Nam kỷ niệm 30 năm phục thánh và đã chọn ba dòng là nơi khai mạc năm thánh cho giáo tỉnh Sài Gòn, thì cũng kể từ đó chúng tôi bắt đầu lưu tâm đặc biệt tới ba dòng. Vì một nơi mà Hội đồng Giáo cũng đã chọn để khai mạc hoặc là để bế mạc cho năm thánh, thì chắc nơi đó sẽ có đặc biệt. Đó là cái động cơ, cái lý do để đẩy tôi ngày hôm nay với bạn cha ghé qua đây, và hoàn toàn ghé qua cũng là khách hành hương như mọi người. Cho nên sự biết đó này nó là một cái lâm trình đặc biệt. Bạn cha và chị em đã nhận lễ cho chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Xin giờ là chúng
cho giáo phận này được thắng trường. Ơn Chúa qua máu Thánh Tử Đạo nảy sinh ra nhiều cái hạt giống mà chúng ta thấy trong lịch sử của giáo xứ đã chứng minh cho chúng ta. Tuy là một cái giáo xứ không phải là lớn lắm, nhưng mà cũng đã được nảy sinh rất là nhiều ơn gọi nhân mục đời sống thánh hiến và những khi tâm hữu rất là nhiệt thành. Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta cầu nguyện để theo gương của các bậc tiền bối chúng ta sống đức tin của mình. Có lẽ chúng ta không có được cái vinh dự và cũng chẳng xứng đáng để đổ máu mình ra làm chúng ta được tin mừng của Chúa, nhưng mà lời kêu gọi của Chúa không phải chỉ có vấn đề đổ máu mình ra, mà chúng ta hãy sống thức tâm trong lời của Chúa, trong cái đời sống rất là bình thường trong gia đình thì chồng vợ cha mẹ con cái chúng ta cũng có thể là cái chứng tá của chính mình nếu chúng ta biết trong đạo đức trong hiền lành trong yêu thương đời sống của các anh chị em nhưng mình cho Chúa qua đời sống của mình, đời sống của những người qua sứ vụ của mình vẫn là một cách thức từ bỏ mình phát học giả theo Chúa. Nó cũng có cái giá trị. Nếu cách đây 2-3 trăm năm ông cha thì chúng ta chứng minh cái đức tin gặp như mấy Chúa thành phục vụ bằng việc đổ máu, thì mình ngày nay cũng phải chứng minh đức tin mình, cũng phải làm chứng cho Chúa. Nhưng mà qua những lễ trong bác ái yêu thương cầu nguyện tha thứ trong những lễ trong gia đình quân trị và cái chính của chúng mình, tất cả điều đó cũng là chúng ta tốt. Thì chúng tôi rất cảm ơn cha, cảm ơn anh chị em đóng tin và chắc chắn là qua cái dịp này cũng thêm hơn thì chúng ta. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính lạy Cha thân Phêrô nguyện vang lời. Xưa Cha đã đem lòng tâm tùy chăm sóc đoàn chiên Chúa trao, nhưng là đã hy sinh Cha và trại giam này của bị bắt và được quan quyền khiến dùng bỏ đầu để tham quan tin chức. Thank you.
xin ngài cầu bảo cho chúng con là con cháu biết noi gương các ngài mà sống theo lời Chúa, chu toàn bốn phần, làm việc bác ai, trung thành với giáo hội và quê hương. Và khi chúng con gặp gian lao thử thách, xin các ngài giúp đỡ ủi an, để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa, tiếp tục con đường các ngài đã đi, công tác vào bầu nhiệm thập gia cứu độ của Chúa Giêsu, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen. Đây bài ca ngàn trùng. Người ăn xuống tiến lên thì sinh về tình yêu, không có tình yêu nào trong đời cho bạn chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu từng bao người anh xuống tiến lên hy sinh vì tình yêu. Giờ đây chúng ta sẽ sáng sáng lên ba sáng theo ba hồi chim. Thank you.
vì là con. Ôi, hát tổng Thank you.
và trong những phòng mà phục vụ họ phục vụ ra khỏi khu vực cho đó, mà có những người không có vượt qua được cái tình trạng này thì họ mắc lại những cái bệnh tật của mình. Và như vậy con có chia sẻ là họ đem giáo dân ba dòng về cách đây 3 km và trước một cái đình xin cái gọi đất và sắp trên Yeah.
bây giờ nó là cả, nó là một giáo sứ, là một giáo sứ, nhưng mà nhiều giáo giờ không chịu mấy con em trở lại. Vì dù sao bây giờ là năm khoảng năm sau như vậy là tôi cho khoảng 150
rồi, trả lời dành nhiều nha. Thì nó cũng có cái hành thấp, nhưng mà phải là hành qua thôi nha. Về lại qua một rồi sau đó thì nói chuyện xong được rồi đi ra các bạn. Hôm nay là lúc mà mình đến đây con tưởng là thì không được cái này là cái cho đưa cũng được rồi hả? Cái này chắc là con xin để lại không? Ra lại lấy chút là chấm dễ. Rồi. Và cũng phải nhận rồi đưa đến xa. Chắc là không dám hứa đưa về tới Hà Nội nói là không được. Lên Hà Nội ta tự phải chờ chú rể già ngoài bị chụp với một cái tấm hình cho cảnh giới. Hai xứ em luôn đi. Dì con đây là dì thắm, dì thắm rồi. Đây mời dì là con trong nhà phục vụ là con, rồi biết thầy, biết sơ. Các sơ này là dòng có tên giáp Biên Tho, là dòng của giáo phận. Bây giờ đó, dạ hồi xưa là Tân An đó, tôi sẽ nói lại câu chuyện mấy cái giáp Tân An. Dạ, rồi. Dạ. Dạ, mến cái giá sân ra một đất đấy. Rồi đứa thầy ba với một bên đông. Cái nhà không có bên nhà xứ. Mà bên nhà xứ phải chẳng thẳng. Mà chẳng thẳng thì nguyên quyền. Có kiếp không làm sao. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi tôi nói trên đó. Chứ bây giờ mình nói hết thì nó lộ ra. Dạ, dạ. Cái đường đó mày. Học qua bên này, dưới thách học qua bên này, cha con khó ăn nói đúng không? Dạ, dạ, dạ. Kể lúc đi đó, hôm nay tiếp tục lên lên từ đó, cái chuyện tiền làm mấy cái nhà bị to rồi đó. Ở đây, đây. À, vui chứ đi hành hương mà vui nó cứ tìm các nhầm lời nữa. Cảm ơn nhiều nha, không phải cầu nguyện cho mới bình an trên thời buổi này xe cộ đi được những cái vụ vừa rồi mà nó gửi rất nhiều nghiệp mà gửi vào như vậy để cho nó không đưa. Có ai nhầm cha với lại đức cha cứu cường không? Dạ nhiều đó. Đấy. Dạ. Anh dạng gì giống ai? Dạ giống cha. Giống cha tướng là cứu cường đấy. Tôi nói thành thật với cha. Nếu cha giận cha tướng cứu cường thì không bao giờ cha tướng cứu cường gặp tôi mà không cho tôi một cái hạt điều của Phú Cường Dương là danh tiếng nha. Cao mình có. Thế là không, không. Nếu vậy tôi không nhận cái là chuyên gia tôi. Thấy cái nào có dịp thì sẽ gửi lại.